Phật dạy, nếu người khác nợ bạn cái gì, ông trời sẽ trả lại bạn gấp đôi. Mọi sự tốt xấu trên đời đều có nguyên do của nó. Chúng ta làm gì, trời biết, đất biết. Đừng tưởng bạn tung hoành như thế nào cũng được. Có một câu nói rất đơn giản, nhưng nó nói lên sự thật của thiên hạ. Vạn vật trên đời đều không thể thoát khỏi nhân quả. Có những điều bạn không thể tránh, có những điều bạn không cần phải che giấu. Có người ta sẽ bị quả báo vào một ngày nào đó sau khi ăn thua của người khác. Những gì có người ta đã đánh mất sẽ luôn được ông trời trả lại theo cách này hay cách khác. Tất cả những điều này đều xuất phát từ nhân mà bạn đã gieo trồng. Vì vậy, cứ thuận theo dòng chảy của cuộc sống. Đừng lo lắng, bạn phải tin rằng những gì người khác nợ bạn, một ngày nào đó ông trời sẽ trả lại cho bạn. Đừng sốt ruột. Bảy nổi ba chìm mới là nhân sinh, quanh co vòng vèo mới là cuộc sống. Vì vậy, lúc nghèo túng đừng nản lòng, lúc giàu có chớ khoe khoang. Thành công là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Thất bại là dấu hiệu của nỗ lực không đủ. Hết thảy đều là chu kỳ nhân quả. Con người trong cuộc sống, khi làm việc thiện, không mong hồi báo. Bạn có tấm lòng thiện lương, ông trời tức sẽ bảo hộ cho bạn. Trong lời Phật dạy có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Dù là hành động thiện lương và ý nghĩ tốt hay ý nghĩ ác và việc làm ác, dòng nhân quả sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, tức là làm điều thiện thì trời ban phước, làm điều ác thì gặp tai ương. Đó là câu phương ngôn có tính nhân quả của người xưa mà chẳng mấy ai trong chúng ta không biết. Tại sao? Tại vì đó là quy luật sống. Từ bà bán rau ngoài chợ hay ông đạp xích lô trên đường, người có học hay người ít học, thi thoảng nhìn cảnh đời éo le, người ta vẫn buộc miệng ác giả ác báo. Theo lời Phật dạy về nợ nần, nói nhân quả thì có vẻ sâu xa, kỳ thực để dễ hiểu. Cuộc đời thường hiện ra luật phản xạ. Chẳng hạn, nếu ta đấm một quả vào tường, tường sẽ dội lại một lực chừng ấy để làm đau tay ta. Đứng trước bức tường, nếu ta cất tiếng hát du dương thì bức tường sẽ vọng lại lời hát đó. Còn nếu ta cất lời chửa rủa, tục tiểu, cấu gắt thì bức tường cũng sẽ phản xạ lại những âm thanh xấu xí quái dị đó. Câu chuyện học giả được đền ơn. Có một câu chuyện, một học giả vào thời nhà Minh đã cứu một người phụ nữ vô tình bị rơi xuống sông khi đi dạo bên ngoài. Anh ta vội vàng cứu và đưa người phụ nữ về và nhờ vợ giúp người phụ nữ thay quần áo và giày đã ướt sũng. Sau đó nghỉ ngơi trong nhà riêng của nhà vợ chồng học giả một đêm. Hôm sau, người phụ nữ vội vã trở về nhà vì sợ chồng và mẹ chồng hiểu lầm. Cặp vợ chồng học giả lo lắng rằng người phụ nữ đi về sẽ không thể giải thích được, cho nên bàn với vợ lặng lẽ đi theo người phụ nữ để phòng tránh bất trắc xảy ra. Nếu cô ấy có bị khiển trách thì cặp vợ chồng này cũng đỡ lời được. Điều gì đến cũng sẽ đến. Khi vừa về đến nhà, người phụ nữ đã nghe mẹ chồng mắng thẳng vào mặt, thậm chí còn bắt con trai phải ly hôn với mình chỉ vì ngủ qua đêm ở nhà người lạ, chứ không thèm hỏi thăm hay nghe giải thích. Vợ chồng và học giả thấy vậy, vội vàng giúp người phụ nữ giải thích chứng minh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, mẹ chồng và chồng của người phụ nữ đó cũng yên tâm. Sau này,
Người phụ nữ thường kể về câu chuyện này cùng món nợ ân huệ với cặp vợ chồng học giả cho con trai của mình nghe, và bảo con trai mình hãy đền đáp lòng tốt của người ta nếu có cơ hội trong tương lai. Trong nháy mắt, hơn 20 năm đã trôi qua, cặp vợ chồng kia cũng đã già và quên dần câu chuyện này. Nhưng trong một lần, anh chàng học giả bị vu oan là ăn cắp tiền và bị kẻ xấu đưa đơn kiện lên chính quyền. Học giả biết rằng mình bị hại và không làm sai nên không chịu nhận lỗi, cũng không chịu phản bác, nên rồi bị ăn hiếp. Lúc này quan quyện, tức là con trai của người phụ nữ được cứu năm xưa, nhìn học giả rất quen mắt, bèn hỏi riêng thì mới biết học giả thực ra chính là cứu tinh của mẹ mình từ nhiều năm trước. Vì vậy, vụ án quan gia trộm tiền được giải quyết thành công. Kẻ trộm không ngờ rằng người học giả nghèo lại biết quan quyền. Chàng thư sinh năm ấy cứu người không bao giờ tưởng tượng được rằng những hành động tử tế mà mình làm 20 năm trước sẽ được đền báo vào 20 năm sau. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Thiện ác của mỗi người đều là nhân quả khó tránh khỏi. Có khi nghiệp chướng đến với kẻ xấu có thể không xuất hiện ngay, nhưng lòng tốt và sự đầu tư không bao giờ mất tiền. Đừng vội vàng tham hưởng hồng phúc, chỉ cần bạn luôn tin rằng người sống tốt sẽ có phần thưởng xứng đáng. Chỉ cần bạn sẵn lòng chờ đợi thì phần thưởng tốt đến với bạn sẽ không bao giờ vắng mặt. Có một câu nói rằng phần quà cho những hành động tốt không nằm ở sự khen ngợi của người khác, mà nằm ở sự thanh thản của chính mình. Làm việc thiện thì tâm sẽ thoải mái. Xin hãy luôn tin tưởng vào nhân quả. Câu chuyện trả nợ từ kiếp trước. Ngày xưa ngày xưa, có một người buôn trẻ muốn kinh doanh từ miền quê lên thành phố. Dọc đường anh ta mua rất nhiều hàng hóa của đồng quê và định mang vào thành phố để bán. Thấy hàng ngày càng nặng, lại còn cách thành phố cả trăm cây số, anh thầm nghĩ, xem ra nên sắm ngựa hay lừa để chở hàng thì đỡ mệt được, một mình không kham nổi. Lúc này tình cờ có người dắt ngựa đi qua trước mặt, anh vội đi tới gần người dắt ngựa và nói, con ngựa của ông hôm nay không có việc gì, ta đây có chút tiền, người cho ta thuê con ngựa này một ngày được không? Người kia cũng sẵn lòng đồng ý. Vì vậy, anh ta thuê một con ngựa trong một ngày để chở đồ cho anh ta. Đi được vài tiếng đồng hồ, thấy còn cách thành phố vài km, con ngựa bỗng dưng dừng lại không đi nữa. Người cho thuê ngựa cầm roi đánh con ngựa, nhưng dù có đánh thế nào, nó vẫn cứng rắn như đóng đinh vào tường. Người đi buôn thực sự hết cách, nếu muộn thì khu chợ và thành phố sẽ đóng cửa, không còn đường làm ăn. Anh ta phải cởi bỏ hết hành lý và đồ xuống khỏi thân con ngựa và chuẩn bị tự mình khiêng nó. Khi dỡ hàng xuống ngựa, con ngựa quay đầu bỏ chạy. Lúc này anh chàng đi buôn tự mình cõng vào thành. Trời gần tối, cuối cùng anh cũng vào thành phố, lao ra chợ làm ăn buôn bán. Đêm đó, người thương gia đi bộ cả ngày trời, lại mang vác nặng, kéo theo cơ thể kiệt sức, vừa nằm xuống thì lăn ra ngủ mê man. Trong giấc ngủ, anh ta mơ thấy con ngựa mà mình thuê sáng nay đang nói chuyện với mình. Kiếp trước tôi đã lấy trộm một đôi giày của anh, kiếp này tôi muốn giúp anh xách đồ đi 100 km, nên tôi đã đi bộ 100 km chở đồ cho bạn. Thành thật xin lỗi anh, thực ra tôi không thể chở đồ giúp bạn thêm vài km được nữa, nợ đến đây là trả hết. Kiếp trước ta trộm một đôi giày của ngươi, kiếp này ta cõng đồ hộ ngươi
không hơn không kém. Con ngựa đó trong giấc mơ thực sự đã mở miệng để nói tiếng người. Người thương gia tỉnh dậy và cảm thấy rằng mình đang có một giấc mơ rất thực. Cuối cùng ông đã hiểu tại sao con ngựa đột nhiên dừng bước khi chỉ cách thành phố vài km nữa thôi. Câu chuyện người nông dân trồng ngô. Có một người nông dân trồng ngô, mỗi năm đều thu hoạch những mùa vụ bội thu. Loại ngô ông ấy trồng lại còn giúp ông ấy giành được ngôi vị quán quân trồng ngô. Ông ấy cũng thường chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho các ông bạn của mình. Có người thấy vậy thì tò mò hỏi: tại sao ông có thể rộng lượng đến vậy? Ông ấy mỉm cười và trả lời: tôi tốt như người khác cũng chính là tốt đối với bản thân mình. Gió đưa phấn hoa thổi đi khắp bốn phương để kết quả. Trong quá trình thụ phấn tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cây giống nhà tôi. Do đó tôi đương nhiên muốn chia sẻ với những người xung quanh để họ cũng có những loại giống ngô tốt như vậy. Lúc trồng thì sẽ có được loại cây có sản phẩm tốt nhất rồi. Những việc mình làm với người khác cũng chính là đang làm đối với bản thân. Cho nên nếu bạn hy vọng người khác đối xử với mình ra sao thì bạn cũng nên đối xử với họ giống y như vậy, giống như người nông dân trên câu chuyện kia vậy. Ở đời có bốn hạng người. Có người quan niệm rằng khi đầu thai là đàn ông sẽ tiếp tục làm đàn ông, phụ nữ tiếp tục làm phụ nữ. Các loài vật như con trâu, con bò, sau khi chết nó cũng sẽ trở lại thành con trâu, con bò. Nhưng cũng có trường hợp người ta không tin là chết rồi sẽ có đời sau. Họ tin chết là hết. Mỗi người có một quan niệm về sự sống chết khác nhau. Vua Ba Tư Nặc, một vị vua cùng tuổi với Đức Phật, thì băn khoăn rằng: bạch Thế Tôn, Bà La Môn chết rồi có sinh trở lại dòng Bà La Môn hay sinh vào nhà Sắc Lị Tỳ Xá Thủ Đà La? Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc rằng: đại dương, sao được như vậy? Đại dương nên biết có bốn loại người. Những gì là bốn? Có một loại người từ tối vào tối, có một loại người từ tối vào sáng, có một loại người từ sáng vào tối, và có một loại người từ sáng vào sáng. Hẳn nhiên giữa cuộc đời này có rất nhiều hạng người, nhưng tự trung đều nằm trong bốn nhóm hay bốn hạng người này. Hạng người từ tối vào tối. Có người sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ, không hề biết tam bảo, rồi lại tiếp tục sống bằng những nghề không lương thiện. Sinh ra đã không biết tam bảo rồi, thấy người khác đi chùa lại sinh tâm phỉ báng. Sinh ra trong một gia đình vốn không đạo đức lại tiếp tục sống bê tha, không biết kính trọng người trên kẻ trước, suốt ngày làm những nghề nghiệp bất chính, vì vậy tạo vô số nghiệp xấu xa. Đã nghèo khổ bần tiện, tâm tính lại càng ích kỷ hẹp hòi, ngoại hình không được đẹp đẽ xinh xắn, lại còn ganh ghét tị hiềm sân hận, thường hay bệnh tật ốm đau, lại thích giết hại chúng sinh, không có trí tuệ, lại thất học, lại còn coi thường kinh sách của thánh hiền, bỏ ngoài tai những lời dạy của thánh nhân. Đó là hạng người đã tối lại càng đi vào bóng tối, tối đời này và cả đời sau. Hạng người từ tối vào sáng. Hạng người từ tối ra sáng là một ngạn ngữ phổ biến trong đạo Phật, mang ý nghĩa rằng hành động của con người có thể dẫn đến sự thay đổi tích cực và sự tiến bộ tâm linh, từ trạng thái bất an đến trạng thái an lạc. Cụ thể, tối thường ám chỉ trạng thái tâm linh bất an, bất mãn, phiền muộn và khổ đau. Đây có thể là trạng thái của những người sống với sự gắn kết với tham vọng vô hạn, gắn bó với vật chất, sự tham lam, sự tức giận và những ý niệm sai lầm. Trạng thái tối tượng trưng cho sự mê hoặc và bế tắc trong cuộc sống. Trong khi đó,
Sáng thường biểu thị trạng thái tâm linh an lạc, hạnh phúc và giác ngộ. Đây là trạng thái của những người đã thức tỉnh, nhìn thấy sự vô thường, hiểu rằng sự thật nằm trong việc chấp nhận sự thay đổi và sống với lòng từ bi, nhẫn nại và chánh niệm. Hạng người từ tối ra sáng khuyến khích con người tìm kiếm sự thay đổi tích cực trong tư duy, hành động và cách sống. Nó đề cao việc hướng tâm từ những ý niệm sai lầm, hạnh phúc ảo và sự mắc kẹt vào sự thật và sự giác ngộ. Bằng cách tu tập các đức tính như từ bi, nhẫn nại, chánh niệm và sự hiểu biết, con người có thể tiến gần hơn đến trạng thái tâm linh sáng sủa và thực hành tuổi thọ an lạc. Hàng người từ tối ra sáng là một lời nhắc nhở chúng ta có thể thay đổi và phát triển tâm linh của mình thông qua những hành động và ý niệm đúng đắn. Có người sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ không kính tin Tam Bảo, không có đạo đức, ở vùng thôn quê, biên địa nghèo khổ, thiếu cơm áo, thiếu cả đời sống văn hóa tinh thần. Nhưng rồi người đó đã gặp được Phật Pháp, gặp thầy lành bạn tốt. Từ đó người ấy nỗ lực học hỏi và chuyển hóa đời sống của mình thành một người Phật tử chân chính, biết giữ gìn năm giới, thương người, làm ăn lương thiện, biết bố thí, buông bỏ hận thù. Đó là hàng người sinh ra trong bóng tối nhưng lại đang đi vào nẻo sáng. Hàng người từ sáng vào tối. Có người sinh ra trong một gia đình đạo đức, có sức khỏe và xinh đẹp, nhưng lại không ý thức được phước báo của mình, đã phản bội truyền thống đạo đức của tổ tiên, trở nên hư hỏng, không vâng lời cha mẹ, lấy chồng hay vợ rồi theo ngoại đạo. Có người sinh ra trong một gia đình giàu có khá giả, về sau làm ăn khấm khá thành đạt, nhưng lại không biết rằng mình đang thừa hưởng cái phước mà mình đã gieo trồng từ đời trước để tiếp tục dung bồi. Ngược lại, sa đà vào hưởng thụ, ý mình giàu có nên không có ai ra gì, khinh thường những người nghèo khó, chẳng giúp đỡ ai và cũng không biết bố thí cúng dường. Có người hữu duyên biết đến Tam Bảo, được quy y là lãnh thọ giới pháp, nhưng không biết trân trọng giới pháp mà mình đã thọ, không nỗ lực học tập và thực hành giáo pháp. Thậm chí có người sau một thời gian đi chùa tụng kinh niệm Phật, vì một lý do nào đó đã bỏ chùa, xa thầy, rời bạn và các thiền hữu tri thức. Đó là hàng người sinh ra trong ánh sáng nhưng lại đi vào bóng tối. Hàng người từ sáng vào sáng. Có người sinh ra trong một gia đình đạo đức, trí thức khá giả, lương thiện. Đó là sinh ra trong ánh sáng. Sinh ra có một thân thể đẹp đẽ, khỏe mạnh và sinh ra trong ánh sáng. Sinh ra trong một gia đình biết kính tin Tam Bảo, biết tu nhân, tích đức, hành thiện, biết làm lành lánh dữ. Đó là sinh ra trong ánh sáng. Người đó tiếp tục đi vào ánh sáng, tức là biết tu tập, biết hướng thiện, biết làm lành tránh dữ. Đã sinh ra trong một gia đình đạo đức rồi, mình lại phát huy truyền thống đạo đức của gia đình. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ kính tin Tam Bảo rồi, mình lại trở thành người Phật tử tiếp tục đi chùa, tụng kinh niệm Phật như cha mẹ, ông bà của mình đã từng làm. Mình sinh ra vốn có một thân thể khỏe mạnh, xinh đẹp, mình lại tiếp tục thương người, không ganh ghét, tị hiềm, không sát sinh, tức là tiếp tục gieo trồng cái nhân cho cái quả thân thể khỏe mạnh, xinh đẹp. Những người có một thân thể khỏe mạnh, không đau ốm, bệnh tật là những người đã từng không giết hại chúng sinh. Bây giờ mình lại tiếp tục không tạo ra những hành động giết hại chúng sinh. Đó là người sinh ra trong ánh sáng lại tiếp tục đi vào ánh sáng trong đời này và cả đời sau. Trong bốn hạng người nêu trên đây, chúng ta đang thuộc hạng người nào? Chúng ta đang ở trong sáng đi vào sáng hay là ở trong sáng đi vào bóng tối? Chúng ta ở trong bóng tối đang đi đến nẻo sáng, thì sinh ra trong bóng tối lại tiếp tục đi vào bóng tối? Đó là điều mà tất cả chúng ta phải cần nhìn lại bản thân mình.
gia đình mình, nhìn lại cách giáo dục và định hướng cho con cháu mình. Chúng ta đã biết đến và quy hướng Tam Bảo đã sinh ra trong ánh sáng và tiếp tục đi vào ánh sáng. Nhưng chúng ta có đang hướng dẫn cho con em của mình đi vào ánh sáng hay không? Các thế hệ con cháu của mình đang thuộc hạng người nào? Trong bốn hạng người đó, Đức Phật nói có hạng người tối thượng và có hạng người tối hạ, tức là có hạng người cao nhất và có hạng người thấp nhất. Hạng người cao nhất là hạng người sinh ra trong bóng tối mà biết tìm đến nẻo sáng. Trong giáo lý của Đạo Phật, không có giai cấp, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, không kính trọng người giàu, ghét bỏ người nghèo, không đề cao người trí thức mà chê cười người không trí thức. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, đều quan trọng. Điều quan trọng là đời sống người đó có hướng thượng hay không. Chính vì vậy, hạng người được Đức Phật đề cao, coi trọng là hạng người biết hướng thượng, biết tìm nẻo sáng mà đi, biết tìm đến con đường của sự giác ngộ, giải thoát. Cho nên khi sinh ra, chúng ta không có quyền lựa chọn hoàn cảnh hay nơi chốn ra đời. Chúng ta không có quyền lựa chọn cha mẹ, bà con, quốc gia, dân tộc, bởi mỗi người đều theo biệt nghiệp và công nghiệp mà thọ sinh. Do nghiệp chúng ta đã gây tạo trong quá khứ mà chúng ta sẽ có một đời sống tương ưng, có một người cha, một người mẹ cùng anh chị em tương ưng với cái nghiệp mà mình có một quê hương, dân tộc, đất nước tương ưng với cái nghiệp mà mình đã tạo. Con người không có quyền lựa chọn hoàn cảnh mà mình sinh ra, nhưng chúng ta có toàn quyền lựa chọn lối đi của chính bản thân mình. Mỗi người có quyền lựa chọn đi vào ánh sáng hay đi vào đèo tối. Do đó, khi sinh ra trong hoàn cảnh tối tăm, khó khăn, nghèo khổ, nhưng nếu chúng ta biết phấn đấu, nỗ lực, tu tập, học hành để thay đổi cuộc đời, thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp và tươi sáng hơn. Đó là hạng người tối thượng. Ngược lại là hạng người tối hạ, tức là hạng người thấp nhất, đáng thương nhất. Đó là hạng người sinh ra trong ánh sáng, nhưng mà lại tìm bóng tối mà đi. Mình vốn sinh ra được làm người xinh đẹp, khỏe mạnh, gia đình khá giả, có ăn học đàng hoàng, sự nghiệp ổn định. Vậy mà không biết trân trọng những gì mà mình đang có, lại gây tạo những nghiệp bất thiện như sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, rượu chè. Chính vì không tu dưỡng đạo đức, không dân giữ giới luật, nên phước đức bị suy giảm. Khi phước đức suy kiệt, đó là thời điểm dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn. Đó là những người thấp nhất, đáng thương nhất, sinh ra trong ánh sáng mà ngày ngày lại tìm nẻo tối mà đi. Vậy chúng ta thuộc hạng người nào? Mỗi người hãy tự hỏi để xác định vị trí và hướng đi của cuộc đời mình. Lời Phật dạy, có ba cái khổ trong đời. Cái nào mà bạn chưa từng trải qua? Phật dạy, đời là bể khổ. Cái khổ trong đời có ba cái khổ to nhất. Khổ nào là tự nhiên? Khổ nào do chúng ta tự chuốc lấy? Khổ nào lớn hơn khổ nào? Thứ nhất, cái khổ trong đời, khổ tự nhiên. Khổ tự nhiên như đói quá, no quá, nóng quá, lạnh quá, vân vân, thì ai sinh ra trên đời, từ Phật cho tới chúng sanh đều phải có. Khổ này cực kỳ quý giá, là món quà tạo hóa tặng cho mỗi người. Nếu không có cái khổ này thì trở thành cục đá, không có cảm giác biết nóng lạnh vân vân. Cái khổ này là tự nhiên, là cần thiết như bản năng sinh tồn trong đời sống, giúp chúng ta biết rõ mức nguy hiểm đến mạng sống để tránh. Biết sống tức là biết trân quý giá trị của cái khổ này trong cuộc đời. Khổ tự nhiên không chỉ đề cập đến sự đau khổ về mặt vật chất như bệnh tật, sự giàu nghèo hay tổn thương về mặt tâm lý. Nó còn ám chỉ rằng cuộc sống trong chính nó với sự tạm thời, không ổn định và không thể đáp ứng được các kỳ vọng
và khao khát của chúng ta. Theo quan niệm Phật giáo, khổ tự nhiên là một đặc trưng căn bản của sự tồn tại. Sự thay đổi, sự phiền não và sự không thỏa mãn là những khía cạnh cốt lõi của cuộc sống. Dù chúng ta có được những niềm vui tạm thời, chúng cũng chỉ là những trạng thái tạm thời và cũng không thể duy trì mãi mãi. Khổ tự nhiên không chỉ đề cập đến sự đau khổ mà còn là một lời nhắc nhở và một cơ hội để khám phá và hiểu rõ sự vô thường và phiền não trong cuộc sống. Nó khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự giác ngộ và giải thoát từ chuỗi khổ tự nhiên bằng cách tu tập các đức tính cao quý như từ bi, nhẫn nại và chánh niệm. Tầm quan trọng của khổ tự nhiên trong Phật giáo không chỉ nằm ở việc nhận biết sự tồn tại của đau khổ, mà còn là ở việc nhìn nhận nó và tìm kiếm lối thoát. Điều này mang đến hy vọng và khát vọng để tiến tới sự giác ngộ và giải thoát cuối cùng từ chuỗi khổ tự nhiên. Thứ hai, khổ quả. Theo lời Phật dạy, cái khổ này là hậu quả của những nhân bất thiện trong quá khứ. Khổ này biểu hiện luật nhân quả, giúp mọi người thấy ra những nghiệp nhân sai lầm mà mình đã tạo tác trước đây, hầu qua đó biết điều chỉnh lại nhận thức và hành vi của mình. Khổ quả mang tính giáo dục rất cao, giúp mọi người tiến hóa trên đường giác ngộ, giải thoát. Nếu không có khổ quả, thì không ai biết được mình đã sai lầm như thế nào. Khổ quả là một khái niệm trong đạo Phật, cũng được gọi là duyên khổ hoặc karma. Nó đề cập đến quá trình hậu quả của các hành động, ý niệm và tư tưởng mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Theo quan niệm Phật giáo, khổ quả là quá trình mà chúng ta gặp phải những hậu quả và trải nghiệm những hành động tích cực hoặc tiêu cực trong quá khứ của chúng ta. Theo đạo Phật, mỗi hành động của chúng ta sẽ tạo ra hậu quả và chúng ta phải chịu trách nhiệm và trải qua kết quả của những hành động đó. Khổ quả không chỉ giới hạn trong một đời sống hiện tại mà có thể kéo dài qua nhiều đời sống liền kề. Nó không chỉ bao gồm những khổ đau và khó khăn mà còn bao gồm cả niềm vui và thành công. Khổ quả không phải là một hình phạt mà là một cơ hội để chúng ta học hỏi và phát triển tâm linh. Nó giúp chúng ta nhận thức được quan hệ giữa hành động và hậu quả, khuyến khích chúng ta làm việc để làm điều tốt và giữ tâm trong sạch. Trong đạo Phật, mục tiêu cuối cùng là giải thoát khỏi khổ quả và đạt được niềm an lành và giác ngộ tối cao. Để làm điều đó, chúng ta cần tu tập các đức tính cao quý như từ bi, nhẫn nại và chánh niệm để dần dần giải thoát khỏi chuỗi khổ quả và tiến tới giác ngộ và giải thoát. Thứ ba, khổ ảo. Khổ này chỉ do ảo tưởng tạo ra chứ vốn không có thật. Đây mới chính là khổ đế mà Đức Phật nói đến trong Tứ Diệu Đế. Nó còn khổ hơn cả hai loại khổ trên nên mới gọi là khổ đế. Khổ này có thể chấm dứt hay đoạn tận khi không còn ảo tưởng tham sân si. Nhầm lẫn khổ đế với khổ tự nhiên và khổ quả là không đúng. Khổ do dục ái, hữu ái, phi hữu ái tạo ra mới hình thành khổ khổ, hoại khổ, hành khổ trong khổ đế. Ba loại khổ trong khổ đế này đều do ảo tưởng tạo ra nên gọi là khổ ảo. Mặc dù do ảo tưởng tạo ra, nhưng một khi đã hình thành kết quả thì lại trở thành khổ quả thật. Ví dụ, do tưởng tượng mà sợ ma, khi đã sợ hãi thì lại mất ăn mất ngủ. Thế nên từ khổ ảo của tâm sinh ra khổ thực trên thân mà trở thành khổ thọ. Nếu ảo tưởng biến mất thì khổ ảo cũng biến mất luôn, chỉ còn di chứng trên thân mà thôi, như nhồi máu cơ tim chẳng hạn. Thí dụ, một người thấy sợi dây tưởng là con rắn thì sợ hãi
lo âu phát sinh nên thần kinh căng thẳng mà khổ. Nhưng khi nhìn lại thấy sợi dây thì toàn bộ ảo ảnh cùng với ảnh hưởng của chúng chấm dứt. Cho nên cái khổ này là khổ có thể chấm dứt được bằng cách quán chiếu, thấy được nó chỉ là do ảo tưởng sinh ra. Khổ đế cần phải được hiểu đúng. Nhiều người hiểu lầm khổ đế là khổ tự nhiên hoặc khổ quả nên cố tu để mong thoát ra hai loại khổ này. Như vậy chẳng khác gì gỗ đá. Chỉ khi nào thấy khổ do ảo tưởng sinh ra thì lúc đó chấm dứt ảo tưởng của bản ngã và tất nhiên cũng không còn cái khổ đế đó nữa. Nhưng lúc đó mới thấy cái khổ tự nhiên chính xác hơn để tránh. Thí dụ, uống một chút rượu đã thấy rõ tác hại của nó ngay nên không bị nghiện ngập và tránh được bệnh tật. Hoặc khi có khổ quả thì biết nguyên nhân do mình tạo ra nên không than trách ai khác. Cho nên chỉ chấm dứt cái khổ do ảo tưởng tạo ra mà Đức Phật gọi là khổ đế thôi, chứ không phải mong cầu thoát khỏi cái khổ tự nhiên và khổ quả. Đó là chỗ nhầm lẫn lớn trong việc tu tập. Nếu nhầm lẫn như vậy, sự tu tập sẽ hướng đến quỷ diệt sự thật, chứ không phải quỷ diệt bản ngã tạo ra ảo tưởng. Cũng cần phân biệt giữa nhân và quả. Có cái khổ thuộc tâm vô nhân dị thục, gọi là thọ ưu, nhưng vẫn là khổ quả, chứ không phải tâm sân thuộc nhân tạo tác. Cái thân có các tri giác, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, và biết này chính là biểu hiện của tâm vô nhân dị thục. Có các cảm thọ lạc khổ hỷ ưu và xả, nên khi tiếp xúc với một đối tượng nào đó, do tâm vô nhân dị thục bất thiện mà khổ ưu tự sinh, chứ không phải do nhân tạo tác hiện tại. Thực ra, nếu không có tâm vô nhân dị thục thì cũng không có thân này. Ngay cả báo thân của Phật và các bậc thánh cũng từ tâm vô nhân dị thục mà có. Cho nên các ngài vẫn có các cảm thọ khổ ưu. Nhân quả trong nghiệp báo cũng là hệ luận của nhân quả tự nhiên, nên khổ quả cũng vẫn có tính chất tự nhiên, chỉ khác ở chỗ vô tình và hữu tình mà thôi. Phật chỉ ra 7 việc không đáng để làm trong đời người. Đời người ta chẳng phạm sai lầm, làm những việc không đáng để phải gánh hậu quả. Nhưng nếu nghe lời Phật dạy, biết mà tránh, thì cuộc đời sẽ an nhiên, khoan thai hơn rất nhiều. Thứ nhất, trốn tránh trách nhiệm. Để làm được điều này quả thực không dễ dàng, bởi thật khó để giữ tâm bình thản khi đối diện với khó khăn. Nhưng bình tĩnh đối diện mới là chìa khóa giải quyết mọi khó khăn. Còn trốn tránh trách nhiệm thì chỉ lãng phí thêm thời gian cũng như sự lo lắng của bản thân mà thôi. Thứ hai, tự lừa dối bản thân. Mình không tài giỏi, nhưng cứ tự lừa dối rằng mình giỏi giang hơn người. Mình đang đau khổ, nhưng lại cứ quyển quặt bản thân trong thứ hạnh phúc mông lung, khó nắm bắt. Tự lừa dối bản thân là điều không đáng làm trên đời này. Bởi khi ấy, bạn sẽ chẳng nhận ra khả năng và vị trí của mình ở đâu. Không có hướng đi rõ ràng, luôn quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực. Vậy nên, nếu muốn gặp được cơ hội tốt, muốn được thành công và hạnh phúc, hãy bắt đầu từ việc chân thành đối đãi với chính mình. Có yêu bản thân thì mới yêu được mọi người xung quanh, cũng chính vì lẽ đó. Thứ ba, cố gắng trở thành người khác. Ai cũng một lần trong đời ngưỡng mộ người khác và mong muốn bản thân mình trở thành người ấy. Đó thực sự là một sai lầm không đáng có. Một người xinh đẹp, thông minh, thành đạt, ưu tú hơn mình, nhưng có một sự thật là họ không phải mình và mình chẳng bao giờ là họ. Thay vì cố gắng để trở thành người khác, hãy chính là bản thân mình, cố gắng hết sức để trở thành người tốt, lương thiện, bao dung nhân loại. Và khi ấy, chính bạn cũng trở thành người đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. Thứ tư,
chìm đắm mãi trong quá khứ. Phật chỉ ra điều không đáng làm trong đời người, trong đó có việc chìm đắm mãi với quá khứ. Quá khứ là thứ đã qua đi, không lấy lại được. Tương lai là những gì sắp diễn ra, không nắm bắt được. Hiện tại mới là cuộc đời, là lẽ sống của mọi người. Vì thế, đừng mãi đắm chìm trong quá khứ, để rồi khi thực sự thức tỉnh đã thấy mình già nua, lạc hậu, khó lòng bắt đầu với cuộc đời mới. Thứ năm, sợ phạm sai lầm, trách móc bản thân. Có người làm mọi việc bất chấp sai lầm, nhưng cũng có người không dám làm việc gì vì sợ phạm phải sai lầm. Thử hỏi trong đời, có mấy người là không từng trải qua sai lầm để gặt hái thành công? Đôi khi, điều khiến bản thân mỗi người hối hận, dây dứt mãi, không phải là làm một việc sai lầm, mà là không dám làm nó. Trách móc bản thân vì phạm sai lầm cũng là điều tốt để phản tỉnh, đánh thức cái thiện lương trong tâm hồn, giúp bản thân trưởng thành hơn. Mỗi sai lầm hôm nay sẽ là bài học kinh nghiệm cho tương lai, giúp bạn hoàn thiện chính mình. Vì thế, thay vì trách cứ bản thân, chỉ bằng hãy tìm cách sửa đổi nó, biến nó thành động lực để giúp mình bay cao, bay xa hơn nữa trong cuộc đời. Thứ sáu, đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân. Phật chỉ ra rằng dục vọng con người như chiếc thùng không đáy, gần như là vô hạn. Bởi thế trong đời này, nhu cầu bản thân, những điều chúng ta mong muốn là vô cùng nhiều, khó mà kể hết. Tuy nhiên, có những thứ thực sự khiến ta thỏa mãn và hạnh phúc đôi khi rất ít và đơn giản. Đó có thể là nụ cười và sự cho đi, là tình yêu thương. Hãy tu tâm dưỡng tính, biết được nhu cầu nào là cần thiết và điều gì cần buông bỏ. Mãi mê chạy theo để đáp ứng mọi nhu cầu bản thân là điều không đáng để làm trong đời này. Thứ bảy, lãng phí thời gian vào nhầm người. Cuộc đời ngắn ngủi, sinh tử liền kề, nên đừng đem những ngày tháng quý giá ấy để lãng phí nhầm người. Đôi khi chúng ta chìm đắm trong đau khổ mà quên mất cách buông bỏ, đẩy lùi phiền não. Bạn bè tốt là cả khi giàu sang hay cơ hàng đều nghĩ tới nhau, chứ người mà khi phú quý huy hoàng mới đến kết giao thì chưa chắc đã là bạn chân chính. Phật dạy, hai không hỏi, ba không tranh. Hai không hỏi, ba không tranh là lời khuyên của Đức Phật, được xem là đáng giá hơn vàng, vì nó giúp ta không chỉ soi lại bản thân mà còn thoát ra khỏi những ham muốn đời thường đang khiến ta lầm đường lạc lối. Lời khuyên của Đức Phật về hai không hỏi, ba không tranh bao gồm những điều tưởng như đơn giản, rất đời thường nhưng hàm ý sâu sắc. Vì vậy ta không cần vội đánh giá đúng hay sai, thay vào đó hãy dành nhiều thời gian để suy ngẫm, tự điều chỉnh bản thân cho phù hợp. Thứ nhất, hay không hỏi. Hai điều mà Đức Phật nhắc dưới đây sẽ giúp chúng ta tự soi chiếu lại bản thân mình, từ đó nhận ra đã có những thói quen không tốt trong thời gian dài. Hãy cố gắng từng bước sửa lỗi sai trong giao tiếp cơ bản này bạn nhé. Thứ nhất, không hỏi đời tư của người khác. Người Việt có thói quen thể hiện sự quan tâm người khác bằng những câu hỏi mang tính riêng tư, như thu nhập bao nhiêu, nhà cửa thế nào, làm ăn ra sao. Đáp lại câu hỏi này thường là sự ngượng ngùng. Nếu phải trả lời, họ sẽ cố gắng nói qua loa, lảng tránh cho xong. Vậy là nhiều người tiếp tục hỏi những câu chi tiết hơn về những điều nhạy cảm, riêng tư này. Đôi khi giao tiếp thông thường thôi mà bỗng nhiên khiến ta trở thành vô tình, vô tâm, vô duyên. Nên nhớ rằng, đời tư nghĩa là chuyện cá nhân, là những việc không muốn để người khác biết. Đó bao gồm những chuyện liên quan tới thu nhập, thưởng Tết, tiền tiết kiệm, đời sống tình cảm, hoàn cảnh xuất thân, tuổi tác, cân nặng, tình trạng hôn nhân, gia đình, địa chỉ nhà, quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo,
kế hoạch trong tương lai. Dường như bao lâu nay, đa phần người Việt chúng ta không coi những thông tin cá nhân là chuyện riêng tư, mà nhiều khi phải là chuyện chung của thiên hạ, việc mà ai cũng phải quan tâm, cùng nhau chia sẻ. Cứ nhớ tới cảnh về quê, gặp ai cũng hỏi: có người yêu chưa? Bao giờ lấy chồng, lấy vợ? Lương được bao nhiêu? Thì chính bạn có cảm thấy khó chịu hay không? Đó là chưa kể tới khi lấy chồng thì câu hỏi tiếp theo đó là: bao giờ thì có tin vui? Sau khi có em bé rồi, còn chưa kịp hoàn hồn thì: bao giờ định sinh thêm đứa nữa đây? Thậm chí có hai đứa con rồi, cũng có người hỏi: thêm thứ ba nữa cho vui. Mọi người cứ lấy câu hỏi vui miệng của mình như là cách để quan tâm, nhưng thường khiến người trong cuộc cảm thấy khó chịu. Vì thế, Phật khuyên chúng ta tránh việc hỏi đời tư của người khác, kéo trở thành người không khéo léo trong giao tiếp ứng xử. Thứ hai, không hỏi chuyện nhà người khác. Có một số người rất thích lo chuyện bao đồng, thấy vợ chồng người ta tranh cãi rồi khuyên can ngay. Có thể đó là ý tốt, nhưng lại thường đổ thêm dầu vào lửa. Sự thật là gia đình nào cũng có chuyện không lớn thì bé, nhưng nếu là để người trong nhà giải quyết với nhau, sẽ không bao giờ có chuyện bé xé ra to. Khi người ngoài không hiểu rõ hay thêm mắm thêm muối, thường khiến tình huống trở nên nghiêm trọng hơn. Vợ chồng nhà người ta cãi nhau, nếu ta biết chuyện thì người đó cũng đã cảm thấy ngại ngùng, muốn tránh mặt rồi, huống chi là còn hỏi trực tiếp: hôm qua vợ chồng mày đánh nhau à? Cuộc đối thoại có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ nếu bạn đặt ra những câu hỏi có tính soi xét chuyện gia đình của người khác. Nhất là khi nghe chuyện nhà của người ta thì bản thân không thể hiểu hết câu chuyện vì mới chỉ có thông tin một chiều. Những lời khuyên can lúc này hoàn toàn vô ích khi ta chưa thực sự biết rõ sự việc. Thứ hai đó là ba không tranh. Có những việc tưởng là tranh giành về mình thì bản thân có lợi thế, nhưng đó chỉ là những điều chỉ thấy ở trước mắt, vì tương lai lại hại nhiều hơn lợi. Thứ nhất, không tranh giành đúng sai. Cuộc sống không chỉ có màu trắng và đen, một việc cũng không chỉ có đúng và sai. Vì thế nếu còn tranh cãi về đúng hay sai, hoặc tranh giành để cố tỏ ra mình đúng, người ta sai, chỉ khiến cho tình cảm rạn nứt, chứ không làm cho tình hình khá lên. Cũng là một vấn đề, nhưng theo thời gian, góc nhìn của bạn còn thay đổi. Vậy nên, đừng vội vàng chắc chắn 100% chỉ vì muốn mình là người chiến thắng, giỏi giang. Nếu như việc gì cũng cần phải tranh luận đúng sai, không những khiến bản thân mệt mỏi, mà còn khiến mọi người xa lánh, không thích làm việc, hợp tác chung. Tranh giành đúng sai là một hành vi mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, đây là một thái độ và cách tiếp cận có thể tạo ra nhiều hậu quả tiêu cực. Thay vì tập trung vào việc chứng minh mình đúng và người khác sai, chúng ta có thể hưởng lợi nhiều hơn từ việc tìm hiểu, lắng nghe và xây dựng sự đồng thuận. Đầu tiên, không nên tranh giành đúng sai, bởi vì nó tạo ra sự xung đột và khó chấp nhận lẫn nhau. Thay vì tập trung vào việc đánh giá và đối đầu với ý kiến khác biệt, hãy thử tìm hiểu quan điểm và lý lẽ của người khác bằng cách lắng nghe một cách tử tế và tôn trọng. Chúng ta có thể xây dựng cầu nối và tìm ra những giải pháp tốt nhất cho cả hai bên. Thứ hai, tranh giành đúng sai cũng làm mất đi sự khéo léo và sáng tạo trong tư duy. Khi chúng ta bị mắc kẹt trong việc chứng minh mình đúng và người khác sai, chúng ta có thể bỏ lỡ cơ hội học hỏi và phát triển. Thay vì tranh giành, hãy tìm cách xây dựng sự hiểu biết và sáng tạo bằng cách trao đổi ý kiến, thảo luận và khám phá các khía cạnh khác nhau của vấn đề. Cuối cùng, tranh giành đúng sai cũng tạo ra một môi trường không thoải mái và căng thẳng.
chúng ta có thể phải chịu cảm giác căng thẳng xung đột và cảm thấy bất an trong quá trình tranh luận này. Thay vào đó, hãy tìm cách tạo ra một môi trường thân thiện, trong đó mọi người có thể tự do thể hiện ý kiến và đánh giá mà không bị sợ hãi hay bị đánh giá. Tóm lại, không nên tranh giành đúng sai, mà hãy tập trung vào việc xây dựng sự đồng thuận và sự hiểu biết. Khi chúng ta mở lòng lắng nghe và tôn trọng người khác, chúng ta có thể học hỏi, phát triển và tìm ra những giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Thứ hai, đó là không tranh giành thể diện. Nhu cầu cao nhất của con người đó là được giữ thể diện. Vì thế, nhiều người đặc biệt chú trọng tới điều này, bám chấp vào nó bằng mọi giá. Bản chất của việc này là cái tôi quá lớn, không biết rằng cuộc sống này quan trọng nhất là giữ được sự khiêm nhường trong mọi tình huống. Nhất là khi bị ai đó nói khuyết điểm của bản thân, nhiều người tức giận, nuôi giận trong lòng hoặc tìm cách trả thù. Thực ra, nếu biết hạ cái tôi của mình xuống, tự đánh giá lại bản thân xem rốt cuộc có những khuyết điểm này hay không, như thế mới biết cách sửa sai, chứ không phải là đi tranh cãi để lấy chút thể diện, nhưng các lỗi sai vẫn còn nguyên đó. Hoặc trong một số tình huống, một người bị giáng chức, thất thế liền trở nên điên loạn vì họ không chịu chấp nhận mình thua cuộc, cảm thấy bị mất thể diện với cấp dưới, với mọi người xung quanh. Thể diện thực sự không phải là thứ người khác mang lại. Nó có được là khi bạn xuất sắc, khiêm nhường, đối xử tốt với mọi người, và một cách rất tự nhiên là bạn sẽ nhận được sự công nhận của người khác. Thứ ba, không tranh giành được mất. Nhiều người thành công chia sẻ rằng trong quá khứ họ ngỗ ngược, ngông cuồng, luôn giành phần thắng, phần hơn về mình. Nguyên nhân một phần vì tuổi trẻ nông nổi, chưa hiểu chuyện. Khi tuổi đã cao, họ mới nhận ra rằng tranh giành được mất quá là vô nghĩa. Vì cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm, cho họ biết rằng đáng quý nhất đó là sự an yên trong lòng, chứ không phải là cố gắng có nhiều vật chất danh vọng hơn. Khúc mắc và tranh giành là một phần tự nhiên của cuộc sống, nhưng đôi khi chúng có thể gây ra căng thẳng và xung đột. Thay vì tranh giành và đấu tranh để giành được lợi ích của mình, có một cách tiếp cận khác mà chúng ta có thể áp dụng, đó là tìm kiếm giải pháp hòa bình và tạo ra môi trường hòa bình cho tất cả mọi người. Trước tiên, hãy hiểu rằng tranh giành không nhất thiết phải dẫn đến một người thắng và một người thua. Thay vào đó, chúng ta có thể tìm cách tạo ra sự hòa hợp và sự đồng thuận bằng cách lắng nghe và hiểu quan điểm của người khác. Chúng ta có thể tìm ra những giải pháp mà có thể đáp ứng các lợi ích và nhu cầu của tất cả mọi người. Thứ hai, hãy tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và duy trì sự tôn trọng và lòng nhân ái. Khi chúng ta đặt trọng tâm vào quan hệ và trân trọng lẫn nhau, chúng ta sẽ tạo ra một môi trường đáng sống và tạo điều kiện cho sự hợp tác và sự cộng tác. Cuối cùng, hãy nhìn xa hơn và nhận thức rằng việc chia sẻ và giúp đỡ người khác có thể mang lại lợi ích cho chính bản thân. Thay vì tập trung vào việc chiếm đoạt và tranh giành, hãy tìm cách hỗ trợ và tạo điều kiện cho sự phát triển chung. Khi chúng ta chia sẻ và giúp đỡ, chúng ta tạo ra một môi trường hỗ trợ và tạo điều kiện cho mọi người để thành công. Tóm lại, không nhất thiết phải tranh giành để giành được. Thay vào đó, hãy tìm cách tạo ra sự hòa hợp, tôn trọng và lòng nhân ái khi chúng ta tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và tạo ra lợi ích cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ tạo ra một môi trường tốt đẹp và đạt được sự thành công và hài lòng trong cuộc sống. Lời Phật dạy về hơn thua đã chỉ ra rằng con người cố gắng ganh đua, đấu đá, hãm hại lẫn nhau chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí, cuối cùng khi lìa xa cõi đời cũng chỉ là cát bụi, đâu ai có thể mang theo được gì. Sự thật là trong cuộc sống này
không phải là người luôn đúng, luôn khôn ngoan thì gặp may. Ngược lại, có những người được xem là khờ là dại, còn chẳng cần tính toán gì, cuối cùng lại được hưởng lợi. Thế nên mới có câu, thánh nhân đãi kẻ thù khờ là vậy. Tranh giành chỉ là thái độ của người không hiểu chuyện. Họ không biết đâu là lẽ sống của cuộc đời, cứ tưởng càng nhiều càng tốt. Thế nên trong cuộc đời này, làm gì cũng cố gắng hết sức, dù kết quả có không được như ý thì cũng cảm thấy vui vì nỗ lực của bản thân. Chẳng có gì để hối tiếc cả. Cuộc đời chẳng ai lường trước hết được có những gì sẽ xảy ra. Thế nên cố gắng hai không hỏi, ba không tranh, để cuộc sống luôn an vui trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không giết hại, 10 điều lành. Vừa nghe câu kệ đầu, nghiệp lành thoát các phược, tôn giả Tu Bồ Đề hiểu rõ thân bệnh của mình do từ ác nghiệp của mình đã tạo ra. Tôn giả Tu Bồ Đề nhớ lại lời dạy của Đức Phật trong kinh 10 điều lành. Người nào muốn thoát khỏi thân bệnh, không bị tai nạn và cầu mong cho gia đình được đầm ấm yên vui, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, sống trong tình nghĩa yêu thương mặn nồng, tràn đầy hạnh phúc, thì hãy sống trong 10 điều lành. Lời dạy này quá rõ ràng. Chỉ có sống trong 10 điều lành thì gia đình đầm ấm yên vui, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, tràn đầy hạnh phúc. Lời dạy này không dối người. Chỉ có những người sống quen trong 10 điều ác nên không đủ lòng tin. Vì thế họ không sống trong 10 điều lành này, nên phải chịu mọi sự khổ đau không bao giờ dứt. Vậy 10 điều lành này là gì? 10 điều lành này là 10 điều sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Làm người, ai ai cũng cần phải thông hiểu 10 điều lành và còn phải luôn luôn áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của mình. Như ăn cơm, uống nước thì cuộc sống mới được bình an vô sự. Ai cũng biết con người không ăn cơm, uống nước thì không thể sống được. Cho nên con người muốn không còn bệnh tật hay những tai nạn thì 10 điều lành này phải sống như ăn cơm và uống nước. Khi biết pháp sống không còn đau khổ mà không áp dụng vào đời sống thì thà chết còn sướng hơn sống trong đau khổ. Chúng ta là những người có phước báo lớn nên mới gặp phương pháp 10 điều lành. Lòng từ bi của Đức Phật mong muốn con người thoát ra mọi sự khổ đau. Vì thế Ngài mới dạy chúng ta sống trong 10 điều lành. 10 điều lành này mới cứu chúng ta thoát khỏi tất cả bệnh tật, tai ương, nạn khổ, chứ không có một vị thánh thần nào cứu chúng ta thoát khổ được. Cho nên, khi có bệnh tật hay tai nạn khổ đau mà đến lạy lễ cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh, chư Thần từ bi cứu khổ, cứu nạn, thì những hành động cầu xin này là những hành động mê tín dị đoan, lạc hậu và mù quáng. Đức Phật ngày xưa dạy, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con được.